Hôm nay em Quỳnh Đại giới thiệu cho các bác một con CD5 nhá. Kia Fly đây, con này đời nó thực ra không sâu lắm, đời sản xuất 2000 anh em nhá. Đây con này chỉ để lại cho anh em là 38 triệu thôi. 38 củ khoai này anh em sử dụng con ô tô nhá, ngon luôn này, biển Hà Nội này. Quá là chất luôn, máy lổ êm ru, em đang để lổ máy anh em nhá. Đang để lổ máy mà nó lổ êm chất như này không ạ. Để bỏ ra 38 triệu mà sử dụng một con xe chất này anh em nhìn thấy đẹp không? Quá là ok luôn nhá. Một cái mẫu xe mà con này đang quanh vất đi được khoảng 5 người anh em nhá. Đăng ký 5 chỗ. Đây nội thất này đẹp. Quá là ok luôn. Từ 2000 đến bây giờ nó 20 mấy năm rồi, 23 năm rồi mà còn được như này là các bác biết là cái chất xe như nào đấy. Quá là chất luôn này. Trần 3D là ghế sạch sẽ, đầu đài zin nguyên xe theo xe luôn các bác nhá. Đấy. Sàn trang bị sàn cao su rồi. Tàu đây các bác nhá. Quá đẹp luôn. Nói thật các bác, nếu mà để bỏ ba mấy triệu đi con này tội gì mà phải đi con xe máy làm gì đúng không? Ừ thì là mang tiếng là con xe máy thì là đi nó tiện hơn đấy, nhưng mà không tránh được trời mưa trời nắng nhá. Đấy, nhưng mà con này của em là chỉ bỏ 38 triệu thôi, là nắng mưa không phải suy nghĩ luôn. Đấy. Em nên là tội gì đúng không? Con này về anh em ví dụ tập lái hoặc là vợ con mới thi bằng về nhá. Đấy con này về tập lái này, đưa con đi học này, quá là ok luôn. Đẹp xuất sắc luôn nhá, máy lổ. Còn kia bốn bánh quay đều để em quay phần máy cho anh em xem nhá. Đăng kiểm dài nhá, đăng kiểm còn đến 2023 cơ. Đấy, quá là dài luôn. Có máy này các bác nhá. Máy đổ êm ru này. Đấy, không là máy không phải nít luôn này các bác xem này. Máy này em đang để đổ nhá, đang bật điều hòa luôn. Mát rét luôn. Máy thì các em chưa vệ sinh không máy đâu, nhưng mà kệ cứ để bụi như này thôi. Bác nào mà đấy cái này về em dọn nội thất cho đẹp luôn nhá. Đấy, bác nào thích thì liên hệ số điện thoại em là 0966 862 666. Em Quỳnh ô tô Quân bái các bác nhá.